bốn con giáp nữ làm giàu nhanh nhất, chạm tay vào đâu cũng hái ra tiền, tài giỏi hết phần thiên hạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì ai cũng nghĩ đàn ông sẽ là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhưng bên cạnh đó, thì không ít những người phụ nữ cũng có những khí chất mạnh mẽ, chẳng thua kém bất cứ một đấng nam nhi nào. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp nữ sở hữu cái siêu năng lực có thể làm giàu nhanh chóng. Họ có khả năng đầu tư và phán đoán tình hình cực kỳ là chuẩn xác. Nhờ đó mà tiền bạc ngày càng được sinh sôi nảy nở. Thưa quý vị, thì đây chính là bốn con giáp nữ làm giàu nhanh nhất. Nhìn vào đâu cũng thấy cái cơ hội kiếm tiền. Họ được ví như là cái cây hái ra tiền, sở hữu được một cái khối tài sản khổng lồ chỉ sau một đêm. Liệu bạn có nằm trong những con giáp may mắn đó không? Và các bạn nam nếu mà cưới được những con giáp nữ này làm vợ thì cực kỳ là tuyệt vời. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp nữ may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi Tỵ. Thì nổi tiếng là những người khôn khéo và là những con giáp nữ cực kỳ sâu sắc. Nên những người tuổi Tỵ sẽ đứng vị trí số 1 trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ các bạn khó mà biết được cái tâm trạng của những người tuổi Tỵ nữ mạng. Đấy. Bởi họ rất giỏi che giấu cái cảm xúc của mình. Nói chung con giáp này khéo léo xử lý các vấn đề trong gia đình. Trong các mối quan hệ với gia đình, bên chồng thì luôn gì duy trì cái tình trạng là hòa thuận. Trong 12 con giáp thì con rắn được đại diện bằng chữ Tỵ. Nói chung đại diện bằng cái khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Thì đây là cái khung giờ mà vạn vật sinh sôi nảy nở và phát triển một cách nhanh chóng. Những người tuổi Tỵ thì cũng sở hữu được cái sức sống mãnh liệt ấy. Họ luôn có cái tinh thần phấn đấu vươn lên và trái tim thì rực lửa, nhiệt tình trước mọi việc. Họ là những người tận tâm đầy trách nhiệm trong mọi việc và cũng rất nhiệt tình giúp đỡ những người khác. Theo quan niệm của dân gian ấy, thì người xưa tin rằng những người tuổi Tỵ sinh vào cái mùa xuân và mùa hè là những người mà mạnh mẽ nhất. Bởi mùa đông là cái thời điểm rắn ngủ đông nên là những người tuổi Tỵ sinh vào cái mùa đông ấy thì tương đối là yên tĩnh và hiền lành. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ mà sinh ra trong điều kiện thời tiết tốt thì thường lạc quan và dễ hài lòng với cái cuộc sống hơn là những người sinh ra trong điều kiện bất lợi. Bởi vậy, các bạn sẽ thấy những người phụ nữ tuổi Tỵ có ngoại hình rất là đẹp, đẹp nhất. Đấy. Và đàn ông thì có tính cách khá là độc đáo, thường sinh vào cái năm Tỵ. Dù sinh vào cái thời điểm nào đi chăng nữa, thì những người tuổi Tỵ cũng luôn mang trong mình một cái khát khao phấn đấu, mong mọi thứ của ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và tốt hơn trong tương lai. Có nhiều cái điều tươi đẹp cũng sẽ đến với quý vị trong thời gian này. Cũng vì vậy mà những người tuổi Tỵ cũng có cái sự đa nghi nhất định, chỉ là họ không thể hiện ra ngoài mà thôi. Họ thường giấu kín những cái bí mật trong lòng mà tin tưởng vào cái trí tưởng tượng thay vì chấp nhận những cái lời khuyên của những người khác. Đương nhiên thì sẽ có cái sự khác nhau giữa một người tuổi Tỵ sinh ra được hưởng nhiều cái may mắn với những người tuổi Tỵ phải trải qua nhiều cái khó khăn. Nhưng mà cái điểm chung của họ là họ đều muốn hướng đến những cái điều tốt đẹp bằng cách sử dụng cái trái tim nhiệt huyết của mình. Trong thực thể, họ luôn sẵn lòng cống hiến và muốn mình được công nhận hơn. Trong thực thể, họ sẵn sàng cống hiến và muốn mình nhận được cái sự công nhận của mọi người. Hơn hết là họ muốn tạo dựng được cái điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Bởi vậy, nếu như mà các bạn bắt gặp một người tuổi Tỵ có vẻ bề ngoài lười nhác hay là thờ ơ ấy, thì hãy biết rằng trong đầu họ đang bận rộn với vô vàn cái suy nghĩ. Những người tuổi Tỵ cũng có thể cân nhắc đến cái sự phù hợp trong cái tính cách để tìm ra các đối tác hợp lý hoặc là tốt nhất cho công việc. Chẳng hạn như các bạn sẽ phù hợp với những người tuổi Sửu thì được cục diện là tam hợp Tỵ Dậu Sửu đáng tin cậy, đúng không? Hoặc là những người tuổi Dậu thì cũng dũng cảm, hoặc là những người tuổi Thìn thì cũng xuất chúng. Các bạn cũng có thể làm việc tốt với những người tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Mùi hoặc là tuổi Tuất. Tuy nhiên, các bạn hãy suy nghĩ kỹ càng hơn khi mà quyết định làm việc với những người tuổi Dần hoặc là những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Vì là gì? Dần và Tỵ là cục diện là lục hại. Vậy nên là gì? Nó cũng có nhiều cái thách thức. Nói chung ấy, những người tuổi Dần ấy sẽ không được đánh giá cao. Thưa quý vị, không chỉ đảm việc nước, giỏi việc nhà. Đấy, mà những người tuổi Tỵ nữ mạng ấy còn giỏi cả gì? Cả công việc kinh doanh buôn bán làm ăn, rồi các việc kiếm tiền nữa.
Họ thường giữ cái chức vụ cao ở nơi làm việc. Công việc thăng tiến không ngừng đem về cái thu nhập lớn cho những người tuổi Tỵ nữ mạng. Vì vậy, họ kiếm tiền cũng không thua kém bất cứ ai, kể cả những người đàn ông. Đấy. Những người tuổi Tỵ thì nói chung ấy, thường suy xét vấn đề một cách cẩn thận. Khi mà thấy chắc chắn thì họ mới đưa ra cái quyết định. Vì vậy, khi họ rót vốn vào đầu tư cái dự án nào thì chắc chắn sẽ thu về được một số tiền lớn. Nói chung ấy, cả đời những người phụ nữ tuổi Tỵ thì không thiếu về cái tiền tiêu. Càng về già thì lại càng giàu có sung túc bên những người mình thân yêu. Vì vậy, những người phụ nữ tuổi Tỵ luôn nhớ nhé, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Xíu, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp nữ may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp nữ may mắn thứ hai. Đấy, càng già càng giàu, một tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó là những người tuổi Hợi. Nói chung ấy, những người phụ nữ tuổi Hợi là những người lạc quan và cực kỳ là năng động. Phụ nữ tuổi Hợi luôn tỏa ra cái nguồn năng lượng tích cực, lại là con giáp nữ có cái khí chất sang chảnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tạo cảm giác thoải mái mỗi khi mà trò chuyện. Nói chung con giáp này là minh chứng cho việc là càng lạc quan yêu đời thì càng gặp nhiều cái may mắn và thành công. Sở hữu cái phẩm chất ưu tú, những người tuổi Hợi nữ mạng thì dễ dàng lấy được một người chồng tốt, cuộc sống hôn nhân thì viên mãn, hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người có nhiều mơ ước và hoài bão trong cuộc đời, nhưng không vụ lợi cho bản thân mà làm hại người khác. Họ được trời phú cho cái nhiều cái tài năng, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Do vậy, họ có cơ hội trở thành những người ca sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên v.v. và trở thành y tá, bác sĩ. Đó. Trong cuộc sống thì những người tuổi Hợi nữ mạng cũng khá là bình yên, đơn giản, không mâu thuẫn hay là thị phi. Do đó, họ sẽ thành công cao nếu như mà đi theo cái ngành nghiên cứu hay là thiết kế v.v. Và hoàn toàn không phù hợp với những ngành nghề có cái tính cạnh tranh cao. Đấy. Lợi thế giao tiếp khéo léo sẽ giúp cho những người tuổi Hợi có nhiều cái mối quan hệ làm ăn, có mắt tinh tế cùng cái óc phân tích sáng tạo sâu sắc, sẽ giúp cho họ có cái nhìn khách quan chính xác về cái thị trường. Dù vậy, cái khả năng quản lý tiền bạc không có, đôi lúc sẽ khiến cho họ bị lố vốn hoặc là gì, sẽ dễ dẫn đến trắng tay. Đấy. Khi gặp khó khăn thì những người tuổi Hợi sẽ được nhiều người giúp đỡ. Nếu như mà đầu tư kinh doanh thì họ cần phải suy nghĩ cẩn thận và quyết đoán nếu không muốn bỏ lỡ cái cơ hội vàng để phát triển cái sự nghiệp của mình. Với cái vẻ ngoài thanh thản, thanh nhàn thì những người tuổi Hợi mang đến một cảm giác dễ chịu, tích cực cho những người khác. Xong, có những người nghĩ rằng họ thích hưởng thụ lười biếng, không chịu làm việc. Thì đây là một cái sai lầm, tại vì những người tuổi Hợi rất biết cách cân bằng cuộc sống và cái công việc. Đặc biệt là họ rất chăm chỉ. Đó. Nữ giới những người tuổi Hợi là những mẫu hình đáng mơ ước của nhiều chàng trai. Họ là những người đoan trang dịu dàng, cũng không kém phần là mạnh mẽ. Khi mà kết hôn ấy, thì họ sẽ hết lòng chăm sóc chồng và cái mái ấm gia đình của mình. Dù vậy, những người tuổi Hợi nữ mạng lại gì không giỏi trong cách quản lý tài sản. Nếu những người khác hay ca thán, khó chịu khi mà bị áp lực thì những người tuổi Hợi lại sẵn sàng đối mặt với chúng. Chính cái thái độ lạc quan giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách và những gian truân trong cuộc sống của mình. Dù vậy thì những người tuổi Hợi lại gặp khó khăn trong cái việc từ chối lời giúp đỡ của ai đó, thậm chí là họ còn nhận giải quyết những cái vấn đề vượt qua cái khả năng của mình. Chính vì vậy mà họ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, thậm chí là đâm lén sau lưng. Đấy. Nói chung ấy, với cái lối sống thích hưởng thụ, thích cái trải nghiệm mới mẻ của những người tuổi Hợi sẽ khiến cho họ hình thành cái thói quen không tốt như là gì, uống rượu, hút thuốc hay là gì ăn đêm vân vân, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe lâu dài của quý vị. Cổ nhân từng nói, tuổi Hợi an nhàn hưởng phúc lộc, gia đình hưng thịnh, người người kính nể. Con giáp này không chỉ được thần tài ưu ái mà còn là những người may mắn mở ra cái cánh cửa giàu có của cả gia đình. Họ làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền như hái và sở hữu cái năng lực làm giàu nhanh nhất. Kể cả khi gặp khó khăn về mặt tiền bạc thì phụ nữ tuổi Hợi vẫn nhanh chóng có cái cách xử lý. Đấy.
Chính cái tinh thần lạc quan và cái sự năng động đã giúp cho họ nhìn ra cái hướng đi mới cho bản thân, tìm ra những cái ý tưởng hay ho giúp cho họ thành công rực rỡ trong thời gian tới. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân là những con giáp mà thông minh và sắc sảo. Hơn nữa là những người bản lĩnh và sắc sảo, những người phụ nữ tuổi Thân ấy không ngán bất cứ cái khó khăn nào, cái thử thách nào cả. Càng bị vùi dập thì họ càng lại có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Với khả năng giải quyết vấn đề mềm dẻo linh hoạt, phụ nữ tuổi Thân nói chung ấy sẽ ký kết được những bản hợp đồng béo bở, nhờ vào đó mà kiếm được bội tiền và được mệnh danh là một trong những con giáp nữ giàu nhanh nhất. Đấy. Những người tuổi Thân nói chung ấy thì là đại diện là con khỉ đúng không ạ? Vậy nên là những người tuổi Thân rất ham học hỏi, thu thập cái thông tin nhanh chóng. Do đó, họ có kiến thức rất là rộng rãi và am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Thì đây cũng là cái tuýp người tự do, yêu du lịch và yêu cái trải nghiệm, yêu cái khám phá những điều mới mẻ. Về tính cách thì những người tuổi Thân thường đem đến cái niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào cái khiếu hài hước bẩm sinh của mình. Kiểu người này cũng rất nổi bật và dễ thu hút cái sự chú ý của những người khác. Họ cũng được gọi là chiến thần ngoại giao nhờ cái khả năng giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bất cứ nơi nào mà có những người tuổi Thân đi qua thì nơi đó đều đông vui, nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười. Thưa quý vị, dù vậy nhưng những người tuổi Thân lại không hề tủi thân, bởi họ luôn là những người mà truyền cảm hứng, thu hút mọi người xung quanh như một cái cục 500 phút tiền. Khi đối diện với những cái thử thách thì họ lại có ý chí quyết tâm rất lớn và cực kỳ tự tin, có thể giải quyết cái công việc của mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Chính con mắt nhìn xa trông rộng như Tề Thiên Đại Thánh đấy là cái bí quyết giúp cho những người tuổi Thân lường trước hết mọi khó khăn và những cái hậu quả có thể xảy ra. Thưa quý vị, những người tuổi Thân cũng có cái sức cạnh tranh mãnh liệt và có đôi chút ghen tị với những người thành công khác. Do đó, trong tập thể thì họ luôn cố gắng để đứng đầu. Dù có chút ghen tị nhưng họ lại rất giỏi che giấu cái cảm xúc. Nên là gì? Những người khác cũng khó mà đọc vị được cái suy nghĩ của họ. Dù vậy, những người tuổi Thân lại làm việc theo cái cảm hứng. Chẳng hạn như khi tâm trạng tốt thì họ sẽ làm việc rất hiệu quả, và ngược lại, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất công việc và đến kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, nói chung không chỉ phụ nữ tuổi Thân mà nam giới tuổi Thân ấy thì họ cũng sẽ sớm trưởng thành và gây dựng được cái sự nghiệp nhờ vào khả năng giao tiếp và các mối quan hệ rộng rãi của mình. Họ cũng rất khôn ngoan trong những cái trường hợp cần thiết và chỉ làm những việc có lợi về tiền bạc, lợi lộc. Vì vậy, họ dễ thành công trên nhiều cái lĩnh vực nhưng lại có đôi chút là thực dụng. Phụ nữ tuổi Thân thì có rất nhiều cái sự tự tin, nhưng cái sự tự tin thái quá đôi khi cũng khiến cho các bạn gặp nhiều cái rắc rối. Bởi họ có thể nhìn và chỉ ra những cái sai lầm của người khác nhưng lại không thể nhận ra cái lỗi lầm của mình. Do đó, một số người tuổi Thân sẽ có cái tính bảo thủ, ít khi mà lắng nghe cái lời khuyên của những người khác. Cái sự chất lọc thông tin là cái yếu tố giúp cho những người tuổi Thân dễ dàng học hỏi, tiếp thu và chọn được những cái công việc dễ làm, ít tốn sức nhưng lại mang lại cái hiệu quả cao. Vì vậy, những người khác thì thường cho rằng những người tuổi Thân mưu trí khôn lỏi và không nghĩ cho người khác. Thưa quý vị, tuổi Thân ấy thì có sự nghiệp nói chung là rất cao, không có một ai có thể làm phiền được họ. Vốn là những người thông minh, nhanh nhẹn nên những người tuổi Thân rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, không giải quyết được khó khăn dù là rất nhỏ. Về cái đặc điểm này ấy, thì những người tuổi Thân ấy, đặc biệt là phụ nữ tuổi Thân thì rất năng động, lôi cuốn và khéo léo nên là rất được mọi người yêu quý, nhất là các chàng trai ấy. Đấy. Thì ngoài ra họ còn là những người nội trợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực của gia đình. Cùng với cái trí tiến thủ thì những người phụ nữ tuổi Thân luôn cố gắng học hỏi không ngừng để phát triển, đấy, để có được cái thành công rực rỡ, đạt được cái địa vị và cái danh vọng trong cuộc sống. Dù mang trong mình cái thân phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng mà những người phụ nữ tuổi Thân lại cực kỳ là độc lập và thực tế,
không hề yếu đuối hay là dựa dẫm vào những người khác. Họ cũng là những người mà khéo léo, thuyết phục những người khác và thao túng tâm lý rất là tốt, dễ nổi bật trước đám đông. Ở trong bất kỳ cái nơi nào, họ luôn khiến những người khác phải ngước nhìn bởi cái phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt và quyến rũ, cùng theo cái sự tự tin và cái thần thái bước đi. Nói chung ấy, phụ nữ tuổi Thân ấy thì có con mắt nhìn xa trông rộng, nên họ dễ dàng đạt được cái thành công trong mọi lĩnh vực đấy. Kể cả kinh doanh buôn bán bất động sản hay là chính trị, thì họ luôn có những cái phản ứng và những cái phán đoán chính xác, kịp thời và ngăn ngừa những cái hậu quả công việc làm ăn, giúp cho gì cái công việc nó được thuận lợi hay không. Dù trong bất kỳ cái trường hợp nào thì phụ nữ tuổi Thân cũng gì giữ cho mình một cái thái độ hòa hợp trong các mối quan hệ. Khi mà cảm thấy mệt mỏi thì họ sẽ không chán nản, mà chỉ đơn giản là tạm ngắt kết nối với các vấn đề, nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại cái tinh thần. Do đó, họ luôn có sức khỏe và cái thể chất rất là tốt và cái thể trạng tinh thần cũng ổn định. Những người tuổi Thân thì cũng rất nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ xã giao, nên là khi xác định được cái mục tiêu ấy, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào cái công việc của mình. Trên con đường xây dựng sự nghiệp nên là cũng có những cái bước tiến rực rỡ. Nhìn chung ấy thì những người tuổi Thân đa phần đều là gì văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, nên họ thường gặp được nhiều cái may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu mà cảm thấy bản thân mình giỏi ở cái lĩnh vực nào thì họ sẽ chuyên tâm phát huy, sáng tạo vào cái sự nghiệp ở trên cái lĩnh vực đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cái sự nhanh nhẹn, cái sự khéo léo như những chú khỉ trong rừng già ấy, thì những người phụ nữ tuổi Thân ấy cũng sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ chất lượng tốt đẹp đấy. Cái máu lãnh đạo trẻ trong người, họ sẵn sàng đứng ra xây dựng cơ đồ và xây dựng được một cái đế chế riêng. Cái khả năng quản lý tiền bạc nói chung cũng không phải là cái dạng vừa, giúp cho những người tuổi Thân nữ mạng ấy biết cách đầu tư để cho tiền, để ra tiền ngày một nhiều hơn. Nhờ vậy mà cái khả năng giàu có của họ ấy cũng sẽ được thăng tiến. Gia đình của họ cũng sẽ sở hữu những khối tài sản kếch xù khổng lồ, khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Vì vậy, để gia tăng thêm may mắn cho mình nữa và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người phụ nữ tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp nữ may mắn thứ 4. Đấy, dễ trở nên giàu có, ôm bạc tỷ trong tay, đó chính là phụ nữ tuổi Dậu. Đây là những người mà chăm chỉ và dũng cảm. Đấy, hiếm ai mà chăm chỉ được như những người phụ nữ tuổi Dậu. Họ có thể làm suốt ngày đêm mà không biết mệt mỏi. Tinh thần hăng hái này cũng sẽ giúp cho họ được đánh giá cao trong tập thể và được thần tài để mắt đến. Cái vẻ bề ngoài duyên dáng, nữ tính, chẳng ai ngờ những người tuổi Dậu nữ mạng lại là những người mạnh mẽ và bản lĩnh khó ngờ. Trong công việc thì họ hành động quyết liệt đến cùng. Đừng ai nghĩ rằng có thể là vùi dập được những người tuổi Dậu nữ mạng nhé. Thông thường thì ở cái độ tuổi trung niên, sự nghiệp của những người tuổi Dậu sẽ được phát đạt. Còn ở thời thơ ấu, thời thiếu niên ấy, thì những người trẻ tuổi cũng khá là khổ cực đấy. Trong công việc thì những người tuổi Dậu thường tập trung hơn những con giáp còn lại. Họ coi cái sự nghiệp là cái điều quan trọng nhất, đồng thời chịu khó hoàn thành tốt những công việc được giao và thường gặt hái được những thành công rực rỡ trong cái nghề đã chọn. Những người phụ nữ tuổi Dậu có cái sức phát minh sáng tạo rất là lớn, đồng thời có cái năng khiếu về thẩm mỹ và nghệ thuật. Bên cạnh đó, họ còn thành công về cái khoa học và thương mại với khả năng tập trung cao, làm việc một cách là nhanh gọn và sẽ được thành công rực rỡ. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dậu nữ mạng thường phù hợp với nghề nghiệp như là nhạc công, bác sĩ, nha khoa, nhà báo, nhà văn, giáo viên, hoặc là gì thư ký, diễn viên, nghệ thuật đấy, bác sĩ, nhân viên ngân hàng, hay là công an, vận động viên, lính cứu hỏa, cũng như là gì những người buôn bán kinh doanh hay là đầu tư hay là sale tư vấn v.v. đấy. Tuy nhiên, để thành công bền vững thì những người tuổi Dậu nữ mạng cần phải tránh cái tâm lý hư vinh, chú ý vào cái thực tiễn, không dễ dãi với bản thân, gạt bỏ cái tính ích kỷ, đồng thời biết lắng nghe ý kiến của những người xung quanh và tỉnh táo trước những lời dụ dỗ của người khác, tránh dẫn đến phá tan sự nghiệp của mình. Tuy không thích thể hiện cái bản thân, nhưng cái vẻ đẹp toát ra từ ngoại hình và cái tri thức cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu nữ mạng cũng sẽ có cái nổi bật ở mọi nơi.
vốn là con giáp nữ mang cái mệnh quý nhân, những người tuổi Dậu sẽ được nhiều cái người trợ giúp, nên là cái hành trình phát triển bản thân ấy và làm giàu ấy cũng sẽ thường xuyên gặp được nhiều cái may mắn. Cái chuyện làm ăn nó diễn ra thuận lợi, giúp cho bản mệnh nhanh chóng trở nên giàu có sau một đêm. Bản thân những con giáp này cũng có rất coi trọng cái tài chính và nỗ lực để kiếm tiền để trở nên giàu có. Trời sẽ không phụ lòng người. Rất nhiều người phụ nữ tuổi Dậu nữ mệnh đã trở thành đại gia trong phút chốc. Cuộc sống thì viên mãn, dư giả khiến ai cũng phải ghen tị. Vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người phụ nữ tuổi Dậu nhé, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu nữ mạng, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nữ may mắn nhất nhì được hưởng cái phúc lộc giàu sang. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.